Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, khi mà đưa cái tin này thì có lẽ là tất cả các bạn sẽ hốt hoảng, bởi vì khi bán được một chiếc xe Honda, cụ thể là bán được một chiếc Honda SH300i, thì mỗi đại lý thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Có những đại lý thì lời hơn 30 triệu, nhưng cũng có những đại lý thì lời dưới 30 triệu đồng một chút xíu. Và theo khảo sát của Autobuy thì các cái dòng xe phân khối lớn nói chung và SH2017 nói riêng được khách hàng khu vực phía Nam ưa chuộng hơn rất nhiều so với cái khu vực phía Bắc. Vì thế giá của cùng một cái dòng xe phân khối lớn ở phía Nam thì thường cao hơn ở phía Bắc. Ví dụ như là SH300i màu đỏ đen đang được bán tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá phổ biến là từ 257 đến 260 triệu. Và cao hơn giá đề xuất của Honda là từ 9 cho đến 12 triệu. Còn SH300i các cái màu trắng đen và đen mờ thì đang sốt sình sịch với cái mức giá phổ biến là từ 267 đến 270 triệu đồng, tương ứng với cái khoản lãi hơn 30 triệu đồng so với cái giá Honda Việt Nam nhập về. Và cái tỷ lệ lãi như vậy thì là khoảng 15% tính trên cái giá mà Honda mua về. Và theo đại diện một Honda, đại lý Honda, thì SH300i tăng giá mạnh do cái nguồn cung khan hiếm. Và hiện nay một chiếc SH150 ABS nhập khẩu đã có giá khoảng là 230 triệu đồng. Nên là SH300i ở cái mức giá là 270 triệu thì cũng không có gì là quá bất ngờ. Và với SH150 ABS bán ra thì hiện nay mỗi xe mà mỗi cái xe SH150 ABS mà được bán ra đấy, thì đại lý cũng lãi khoảng là 14 đến 15 triệu đồng, và cái tỷ lệ lời là khoảng 16%, còn rất là cao phải không các bạn. Và ở giai đoạn cao điểm hồi đầu năm thì mỗi xe mà bán ra thì đại lý lãi khoảng từ 28 cho đến 32 triệu đồng so với giá nhập, tương đương cái tỷ lệ lãi là khoảng 30%, thật là kinh khủng. Và theo nguồn tin của autobuy.vn thì trong nửa đầu năm 2017, doanh số SHI đạt gần 300 xe, tương đương là khoảng 60 xe mỗi tháng. Đây là một cái mức doanh số ấn tượng với cái mẫu xe tay ga có giá đề xuất là 248 triệu đồng. Và khách hàng mua xe thì cần phải có thêm cái bằng phân khối lớn A2. Và trong một cái diễn biến khác thì nửa đầu năm nay chứng kiến sự bùng nổ của SH125 và 150 với tổng doanh số bán hàng tăng tới 35% so với cùng kỳ và đạt trên 58.000 xe bán ra. Đáng chú ý là SH150 chiếm tới 40% tổng mức doanh số nêu trên. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like cho video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ Xuân Duy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xuân Duy. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì xe tay ga lại đang được nhiều người sử dụng, ưa chuộng, và doanh số bán của xe tay ga lại tăng hơn xe số. Đó là theo khảo sát của autobuy.vn. Và người Việt hiện nay thì có thể nói rằng họ đang có cái xu hướng là rời bỏ xe số để mua những chiếc xe tay ga sang trọng, an toàn và tiện lợi. Trước đây thì xe tay ga có cái doanh số bán luôn thấp hơn rất nhiều so với xe số. Tuy nhiên, do được sự ưa chuộng của người tiêu dùng, trong những các cái năm gần đây thì doanh số bán của xe tay ga đã tăng trưởng mạnh mẽ và tỷ lệ tăng vọt bất chấp giá xe cao và tình trạng loạn giá diễn ra khá là phổ biến. Và theo một cái nguồn tin riêng của autobuy.vn thì nếu như ở thời điểm những năm 2010, tỷ lệ xe tay ga chỉ chiếm khoảng 36%, tức là khoảng 1/3% doanh số trên toàn thị trường, thì sang đến năm 2013, tỷ lệ này đã tăng lên là 41%, tức là tăng lên khoảng gần một nửa. Và đặc biệt năm 2016 vừa qua thì lượng xe tay ga bán ra trên thị trường đạt gần 45%, gần 45% và tương đương với 3,12 triệu chiếc xe. Và lý do tại sao mà người Việt họ lại bắt đầu chuyển đổi từ xe số sang xe tay ga? Thì có lẽ đầu tiên là cái thu nhập trung bình của người dân đã được tăng cao lên. Và ngày nay khi mà xã hội ngày càng phát triển, khi mà thu nhập của người dân tăng cao thì khiến việc mua bán xe họ cũng sẽ lựa chọn những các cái dòng xe mà có nhiều tiện ích và thời trang. Thì đã qua rồi cái thời mà ăn no mặc ấm, và có thể nói là nhiều người đã chuyển lên ăn ngon mặc đẹp
và một bộ phận không nhỏ thì họ đã ăn sung mặc sướng. Chính vì thế họ sẵn sàng sở hữu những các cái chiếc xe đắt tiền, gấp đôi, gấp ba, thậm chí là đắt gấp vài chục lần một cái chiếc xe số còi phổ thông. Ví dụ như là một chiếc Way thì giá chỉ khoảng 20 triệu, nhưng họ sẽ sẵn sàng bỏ ra 250 triệu chưa để mua một cái chiếc Honda SH300i. Thứ hai là do hiện nay cái cơ cấu sản phẩm thì nó đa dạng, nó có rất nhiều cái sự lựa chọn. Thì để mà đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của thị trường thì các hãng xe máy liên tục cải tiến những các cái mẫu mới ở nhiều phân khúc khác nhau và nhiều mức giá khác nhau, từ cao xuống thấp để chinh phục tất cả các cái đối tượng khách hàng. Và hiện nay khách hàng có thể mua các cái mẫu xe ga có cái giá đề xuất là khoảng từ 30 triệu cho đến trên 200 triệu. Yếu tố thứ ba là một chiếc xe tay ga thì chúng ta sẽ thấy nhìn nó sẽ sang trọng và đẳng cấp hơn so với một chiếc xe số. Và hầu hết các cái mẫu xe hiện đại đều được thiết kế theo phong cách sang trọng, mang lại cái cảm giác lái tự tin hơn. Rất nhiều người cho rằng ví dụ như là sở hữu một cái chiếc xe SH thì nhìn nó sang trọng, nó đẳng cấp hơn là đi một cái con xe Way. Yếu tố thứ tư đó là điều khiển rất là dễ dàng. So với xe số hay là xe côn thì xe tay ga được thiết kế chả khác gì xe đạp điện. Chỉ cần ga lên là đi, ga lên là đi, vô cùng dễ điều khiển. Không phải là vào ga ra côn hay là về số rồi số tiến số lùi. Ngoài trừ việc cái sử dụng phanh trong những trường hợp cần thiết thì người lái chỉ sử dụng duy nhất tay ga để điều chỉnh tốc độ khi di chuyển, thay vì phải móc số nhả côn rồi về số nhịp nhàng. Thì đây là một cái điều mà các không chỉ những anh em mà các chị em cũng rất thích. Yếu tố thứ năm đó là nó những mẫu xe tay ga nó được tích hợp rất nhiều các cái công nghệ hiện đại, ví dụ như là chìa khóa thông minh này, phanh ABS này, rồi idling stop, tắt máy tạm thời. Thì những cái công nghệ này thì phải nói là rất là tuyệt vời. Ngoài ra nó còn có cái hệ thống phun xăng điện tử để giúp xe tiết kiệm xăng. Yếu tố thứ sáu là hiện nay các cái mẫu xe tay ga nó được thiết kế dưới cái dạng là cá tính hóa, phù hợp với nhiều loại lứa tuổi, giới tính. Ví dụ như là Honda Vision, Honda Lead, Honda E-Blade, SH-Mode, SH-125 ABS, SH-150 ABS, rồi SH-300i. Xe tay ga thì có lẽ là nam hay nữ đi thì đều được, chẳng phân biệt ai cả. Và một cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là rất thích hợp cho phụ nữ. Vì khi ngồi trên một cái chiếc xe tay ga thì cái kiểu dáng của chị em nhìn nó rất là đẹp. Nhìn ngồi khép chân lại thì cái mông nó cong ra, nhìn rất là hấp dẫn, gợi tình. Nó nhìn cái đường nét cong mềm mại của chị em nó được tôn vinh lên hơn là vào xe số. Ngồi thì dạng chàng hàng ra, nhìn thì cũng chả giống ai. Sau đó nếu mà mặc đầm nữa thì phải nói là vô cùng khó khăn. Rồi nhiều chị em lại còn đi giày cao gót nữa, nên là nếu như cái chỗ để chân của cái sàn để chân của xe tay ga thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với là để ở trên xe số. Một cái điểm cộng nữa đó là cốp xe vô cùng rộng, thì chị em thì lỉnh kỉnh đủ thứ, túi xách, son phấn, áo chống nắng, áo mưa, rồi nhiều các cái vật dụng khác nữa. Thì nếu mà để ở trong cốp xe thì nó sẽ rất an toàn, hạn chế việc tối đa cái việc bị cướp giật. Và nhiều chị em khi mà họ sử dụng những các cái chiếc xe có cái cốp rộng thì họ còn dùng để các cái đồ thức ăn, đồ uống, rồi đi chợ mua bán cái gì đấy mà các cái đồ khô thì họ cũng có thể để ở trong cốp. Thì đây là một cái tiện ích mà các chị em phụ nữ họ rất là để ý đến. Và sau cùng đó là cái nguyên nhân là do có cái chức năng idling stop nên là nó sẽ tiết kiệm xăng hơn so với kể cả cái công nghệ phun xăng điện tử FI, và nó giúp cho người mua xe mặc dù bỏ thêm một chút tiền nhưng mà lại tiết kiệm rất là lợi xăng. Ví dụ như là chiếc Honda Vision thì 100 cây chỉ khoảng 1,5 đến 1,6 lít xăng, như vậy là vô cùng tiết kiệm xăng rồi. Thì đó là những các cái lý do dẫn đến cái việc mà ngày nay người Việt đã bắt đầu giảm mua cái số lượng xe số hoặc là xe côn mà chuyển sang cái xe tay ga. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải nói thêm rằng có một cái lý do vô cùng quan trọng, đó là với một chiếc xe tay ga thì gần như là cả nhà cùng có thể sở hữu được, cả nhà cùng có thể sở hữu được, vợ chồng con cái ông bà già đều dùng được. Thế còn nếu như mà một chiếc xe côn tay chẳng hạn, mà một ví dụ như một người phụ nữ dùng thì cảm giác là nghịch ngợm. Còn nếu một cụ già mà lại ngồi trên một cái chiếc xe tay ga thì nhìn cũng chả giống ai. Ví dụ một cụ già 70 tuổi mà ngồi xe tay ga mà lại ngồi
cụ già 70 tuổi mà lại ngồi trên một chiếc Exciter hay là chiếc Kawasaki Z300 chẳng hạn, thì nhìn nó ngầu ngầu, nó như một tay chơi, và đôi khi cái tuổi tác thì cũng không cho phép. Rồi, đó là cái lý do mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong cái video clip này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, comment, share và đăng ký kênh Xuân Duy để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về thị trường xe máy và ô tô tại Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, mẫu xe tay ga mà có giá tiền đắt như ô tô hiện đã có thêm phiên bản mới và giá bán của nó vẫn là 249 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm chi phí trước bạ và bảng số. Thưa quý vị và các bạn, phiên bản thể thao SH300i màu đen xám cũng vừa được nhập khẩu từ Ý về Việt Nam và được phân phối ra thị trường với cái mức giá bán là 249 triệu đồng. Giá này đắt hơn 1 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn ra mắt hồi cuối năm ngoái. Phiên bản mới được phủ lên mình màu sơn đen xám, cụm vành xe màu đen mới nổi bật trên viền tem đỏ và giảm sóc màu đen đồng bộ với cụm vành. Và nhìn tổng thể chúng ta thấy xe toát lên cái vẻ mạnh mẽ, nam tính. Tay dắt sau cũng được chuyển sang tông màu đen, tông sược tông, tạo nên cái sự hài hòa cho tổng thể của xe. Một điểm khác biệt nữa là ở phiên bản mới thì logo SH in nổi trên thân xe được thay thế bằng màu đỏ nổi bật trên nền xám đen. SH300i thì vẫn sử dụng động cơ 300 phân khối xi lanh đơn 4 kỳ và làm mát bằng chất lỏng. Xe thì sử dụng chế hòa khí là phun xăng điện tử PGMFI đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 của châu Âu, và động cơ thì tạo công suất tối đa là 18,5 mã lực tại 7.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 25,5 Nm ở 5.000 vòng phút. Và khi mà điều khiển chiếc xe này thì nó sẽ đem lại cái khả năng tăng tốc vượt trội ở vòng tua thấp đến vừa, giúp mẫu xe có được những cái pha bứt phá tốc độ ngoạn mục phù hợp di chuyển trong nội đô cũng như là di chuyển trên đường trường. SH300i thì được trang bị cái hệ thống khóa thông minh Smart Key và hệ thống chống bó cứng phanh tiêu chuẩn ABS trên hai kênh là kênh trước và kênh sau, cùng với cốp đựng đồ có dung tích là 19 lít chứa được một mũ bảo hiểm cả đầu. Honda SH300i phiên bản thể thao thì đã được bán chính thức tại các đại lý Honda từ ngày 12 tháng 6 với cái mức giá là 249 triệu đồng. Như vậy, nếu như chúng ta mua chiếc xe này thì chúng ta sẽ phải trả thêm một cái mớ tiền kha khá nữa. Ví dụ là lệ phí trước bạ là 5% tổng cái giá trị của xe. Như vậy, 5% của 250 triệu đó thì cũng là một cái số tiền kha khá. Rồi tiền biển số nữa thì thực tế mà nói, đây cái chiếc xe máy này cũng giá ngang một cái chiếc ô tô Matiz hoặc là Kia Morning hoặc là Hyundai i10 mà xe cũ cũ. Thì nếu mà quý vị và các bạn có quan tâm thì hãy đến ngay các cái đại lý Honda lớn để mà sở hữu chiếc xe này. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và đừng quên đăng ký kênh Xuân Duy để không bỏ lỡ những video mới nhất về thị trường xe máy và xe hơi tại Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, Honda SH 2017 đã chính thức ra mắt và có giá từ 68 triệu đồng được giới thiệu ngày hôm qua, mùng 8 tháng 11 năm 2016. Honda SH là một cái dòng xe tay ga cao cấp và được trang bị nhiều tiện ích như là phanh ABS, cổng sạc điện thoại và có giá bán từ 68 cho tới 90 triệu đồng. Lần này thì Honda SH cho ra hai cái phiên bản là SH125i và 150i model 2017. Khi mà cái loại xe này nó ra mắt ở Việt Nam thì nó cũng được mang cái thiết kế toàn cầu của cái hãng xe Honda. SH có cái sự thay đổi về thiết kế với cái phong cách đậm nét châu Âu.
Ở phía đằng trước thì chúng ta có thể nhìn thấy hệ thống đèn LED đồng bộ trang bị, gồm có là đèn pha, xi nhan, định vị, đèn hậu cũng như vậy luôn. Và thay đổi đáng kể nhất là hệ thống chống bó cứng phanh ABS lần đầu được trang bị cho dòng SH125i và SH150i ở Việt Nam. Và khi được cái trang bị cái hệ thống ABS, tức là hệ thống chống bó cứng phanh, thì mức giá của SH125i và 150i lần lượt là 76 và 90 triệu đồng. Nó chênh lệch so với cái bản mà không có ABS cũng khá là nhiều. Thì về ngoại hình thì chúng ta có thể để ý thấy là cái mặt đồng hồ có thiết kế mới, thời trang hơn, nó không đơn điệu như là cái đồng hồ cũ. Và xe cũng được hỗ trợ chế độ ngắt động cơ tạm thời, idling stop. Các cái nút chức năng là công tắc này, còi, rồi cái nút pass là cái nút nháy pha đó, thì nó được bố trí ở phía bên tay trái. Và ống xả này thì nó có một cái miếng ốp nhìn thì có vẻ thể thao hơn, mà tuy nhiên cá nhân mình thì mình thích cái pô của SH300i, nhìn nó dày dặn và nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng không thể đòi hỏi được, bởi vì cái SH125 và 150 thì cái giá tiền và của nó không thể bằng cái SH300i, và cái trang bị thì chắc chắn là cũng không thể bằng được SH300i. Cứ nhìn vào giá tiền thì các bạn biết. Ở cái phần sau của nó thì mình cái cảm nhận của mình là cái phần đuôi xe thì nó thiết kế mềm mại hơn so với cái đời cũ, đời trước đó. Và Honda SH125i hoặc là 150i thì vẫn giữ nguyên cái công suất động cơ là 125 và 150. Và Honda chủ yếu nâng cấp về các cái tiện ích và trang bị. Honda SH125i và 150i đời 2017 thì được trang bị cái hệ thống bó ABS. Hệ thống này phải nói là rất là an toàn, chống bó cứng phanh. Cái mức giá đề xuất là 76 và 90 triệu đồng. Trong khi đó thì các cái phiên bản mà không có ABS, tức là không có cái hệ thống chống bó cứng phanh đó, thì giá của nó chỉ là 68 và 82 triệu đồng. Như vậy tức là nó chênh lệch khoảng 8 triệu đồng cho cái hệ thống này. Tuy nhiên thì nếu mà quý vị thấy ở một số các cái xe phân khối lớn thì giữa cái việc trang bị ABS và không trang bị thì nó lệch nhau khoảng 1.000 đô. Thì đây cũng không biết nó là như thế nào. Hầu hết thì cái lời khuyên của một số người đã từng mua xe rồi thì họ nói rằng là nếu mà đã chơi SH thì nên mua loại 150 phân khối, còn nếu mà mua cái loại 125 phân khối thì nó hơi yếu và có thể sau khi đi một thời gian thì lại có cái nhu cầu nâng cấp. Và với cái mẫu xe đời 2017 thì có lẽ là người dùng không phải gia công cái mặt nạ xe như trước. Vì trước đây thì các cái đời trước đó, thì người dùng họ hay phải gia công cái mặt nạ trước, nó có cái hốc gió đó, thì nhìn trông nó dữ dằn và nó đẹp hơn. Thì cái mẫu Honda SH này thì nó phải nói là làm cái mẫu xe tay ga rất là thành công tại Việt Nam. Nó được đánh giá là cái mẫu xe hạng sang. Cái lần thay đổi gần đây nhất là năm 2012 và bây giờ thì nó thay đổi khá nhiều. Tuy nhiên thì cá nhân mình vẫn thích cái SH đời cũ, tức là đời từ khoảng 2009 đến trước 2012. Mặc dù là được trang bị cái hệ thống phanh ABS và được sử dụng cái đèn LED, nhưng mà cá nhân mình thì cũng chưa có cái điều kiện trải nghiệm nên là cũng không biết nó như thế nào. Nhưng mà đánh giá tổng quan thì nó vẫn giữ nguyên cái thiết kế tổng thể, có những cái cải tiến thì đẹp hơn, ví dụ như là đầu đèn trước sau. Đèn trước thì nhìn ngang, nếu mà chúng ta nhìn theo phương ngang thì vẫn khá giống ở cái đời trước, nhưng mà khi nhìn trực diện thì nhờ cách phối màu và của tấm ốp và những các cái chi tiết mạ chrome bên trong chóa đèn pha đó, thì nhìn có vẻ là nó ấn tượng hơn. Và nếu mà anh em nào
mà quan tâm đến dòng xe này thì có thể thấy là nó hao hao giống như SH300i, nhìn rất là sang trọng, lịch sự nhưng mà vẫn trẻ trung. Và mặt nạ trước của nó và cái cụm đèn định vị thì được thiết kế khác hơn rất nhiều. Nếu nhìn ngang ở đời trước thì chúng ta sẽ thấy phần mặt nạ nó hơi nhô lên, và ở đời này thì cái phần mặt nạ nhìn dốc xuống giống với mẫu SH150i Nhật từng được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Nên là thực tế mà nói bây giờ thì cái vấn đề về hình thức này cũng nói là rất quan trọng. Chỉ có khác là chúng ta nhìn thấy là cái mặt trước của cái thằng SH150i mà đời cũ ấy, thì nó có cái hốc gió, cái mặt nạ trước ấy, nó nhiều các cái cánh để đón gió, và nhìn thì nó như thế, cá nhân mình thì thấy là như thế là nó rất là đẹp. Nên là rất nhiều người họ đã phải chế lại cái mặt nạ để cho nó đẹp. Và một số anh em mà chạy cái xe Vision ấy, họ cũng chế lại mặt nạ thì nhìn như là cái con SH con ấy, cũng hay. Và Honda Việt Nam thì sẽ cung cấp hai cái phiên bản động cơ là 125 và 150. Động cơ thì ESV nhưng mà thế hệ mới, và bộ đề thì khá là êm ái, nồi thì bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng khá là ổn. Đời cũ thì như một số anh em đánh giá thì nó khoảng 55 cây số cho một lít xăng, và nếu mà cải tiến ở cái đời này thì có thể là đời 2017 này thì có thể là cái mức tiêu hao nhiên liệu có thể sẽ được cải thiện thêm. Và cái chúng ta để ý là cái nó có rất nhiều thêm những các cái chi tiết, ví dụ như là hộp để đồ thì nó sẽ có cái cổng sạc 12V để giúp chúng ta là sạc các cái thiết bị điện thoại di động hoặc là cục sạc chẳng hạn. Thì đây nó là một cái sự tích hợp phải nói là đáng là khen. Thì nếu anh em nào mà chơi xe hơi thì anh em sẽ thấy là rất là tiện lợi. Ví dụ khi ngồi trên xe thì chúng ta có thể sạc, hoặc là khi mà để xe vào trong cốp chạy từ chỗ A đến chỗ B thì tranh thủ sạc luôn. Thì đây nó sẽ là cái chi tiết mà ghi điểm vào trong lòng người hâm mộ và những người muốn sở hữu xe. Thì trong cái thời buổi hiện đại này thì ai cũng có cái thiết bị điện tử từ bên mình, đặc biệt là các cái loại smartphone. Và smartphone thì nó tiêu hao nhiên liệu, tức là nó tốn pin cũng rất là nhanh. Chính vì vậy mà ai nếu mà cứ phải cầm theo cái cục sạc đi thì cũng rất là mệt mỏi. Nên nếu mà khi mà có cái cục sạc mà nó lại tích hợp và gắn lại cho ở xe nữa thì khi mà trong cái quá trình chúng ta di chuyển từ điểm này đến điểm kia thì chúng ta có thể tranh thủ được sạc luôn. Honda thì cũng đã cung cấp cái chìa khóa thông minh cho SH kể từ SH đời 2016. Tuy nhiên ở đời trước thì cái hệ thống này thì gặp phải một số lỗi và Honda đã phải thu hồi để sửa chữa. Đời 2017 này thì họ cung cấp hai loại chìa khóa từ, và chúng ta chỉ cần bỏ chìa này ngay trong giỏ sách, trong túi, thì cần vào tặng xe là có thể mở khóa được. Thank you.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, video clip này sẽ đề cập đến nghịch lý về giá xe máy tại thị trường Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như thông tin mà chúng tôi nhận được thì Honda SH 150i 2017 xuất xứ Việt Nam có giá bán là 78 triệu đồng tại Indonesia. Thì thưa quý vị và các bạn, Honda SH 150i 2017 được sản xuất tại Việt Nam khi mà nó được xuất khẩu sang thị trường Indonesia, và cái mẫu xe này có mặt tại triển lãm Indonesia International Motor Show 2017. Thì mẫu Scooter này vẫn duy trì những tính năng đáng chú ý như phiên bản hiện tại tại thị trường Việt Nam. Hệ thống đèn pha, đèn hậu và giải chiếu sáng ban ngày đều là bóng LED. Phần trước thì là mặt nạ chữ V, mạ chrome sáng bóng và các lựa chọn màu sắc nổi bật như là trắng ngọc, đen, kim loại hay là đỏ. Xe thì cũng được trang bị chìa khóa thông minh với chức năng tìm vị trí và chống trộm. Ngoài ra, cái tính năng chống bó cứng phanh ABS thì cũng hỗ trợ trên hai phanh là phanh trước và phanh sau. Trái tim của Honda SH 150i 2017 là cái khối động cơ một xi lanh dung tích 153 phân khối ESP cho công suất là 10,9 mã lực tại 8.250 vòng phút và moment xoắn cực đại là 13,9 Nm tại 6.500 vòng phút. Tại thị trường Việt Nam thì giá bán của Honda SH 150i ABS có giá 90 triệu đồng. Còn phiên bản 125 phân khối ABS thì giá 76 triệu đồng. Các bản CBS 125 thì có mức giá là 68 triệu đồng. Còn bản CBS 150 thì có mức giá là 82 triệu đồng. Như vậy thì các bạn có thể thấy rằng đây là một cái sự thật rất là đau lòng. Khi Honda bán cho người dân Việt Nam thì giá cao hơn bán cho Indonesia, và chắc có lẽ thì dân Việt Nam mình giàu nên bán như vậy thì mới hợp cái túi tiền của người dân mình. Và có thể nói rằng thu nhập của Indonesia cao hơn của Việt Nam, và cái môi trường thuế của Việt Nam thì đánh cao hơn với Indo. Chúng tôi thì cũng không biết nói sao nữa, khi mà chúng ta xuất xe qua nước người ta thì tốn bao nhiêu tiền như tiền vận chuyển và các loại thuế phí, còn giá bán ở Indonesia thì vẫn rẻ hơn giá tự sản xuất ở Việt Nam đến mười mấy hai chục triệu. Chưa kể rằng là giá bán tại các đại lý mà đến tay người tiêu dùng hiện nay là 103 đến 104 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký tại thị trường Hà Nội. Thì như vậy các bạn có thể so sánh rằng nếu như tại thị trường Indonesia mẫu xe SH 150i phiên bản ABS có giá khoảng 78 triệu đồng, đó là giá bán tới tay người tiêu dùng, thì tại thị trường Việt Nam giá tới tay người tiêu dùng mà chưa bao gồm chi phí đăng ký là 103,5 đến 104 triệu đồng. Thì đây là một cái nghịch lý mà rất nhiều bạn đọc họ cảm thấy rằng là rất là đau lòng, cũng không biết là giải thích ra làm sao nữa, khi mà giá xuất khẩu thì lại còn rẻ hơn cái giá bán ở trong nước. Thì phải nói rằng là chúng tôi cũng thấy đây đang là một cái thắc mắc mà cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa. Thì phải nói rằng là người Việt của chúng ta không phải là nước nghèo nữa rồi các bạn ạ. Có lẽ là người Việt của chúng ta là những nước chịu chơi và ăn chơi vào bậc nhất thế giới. Chúng tôi nghĩ như vậy. Và video clip này thì chỉ nhằm mục đích để cung cấp cho bạn đọc biết là giá bán Honda SH 150i phiên bản ABS tại thị trường Indonesia, mà cụ thể là cái mẫu xe này được xuất khẩu từ Việt Nam sang Indonesia thì chỉ có giá 78 triệu đồng. Nhưng tại Việt Nam thì giá của nó là 103,5 đến 104 triệu đồng. Có nghĩa là giá ở nước bạn thì chỉ bằng là 3/4 giá tại nước ta mà thôi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới từ Xuân Duy.